Xin chào anh Nam Nhí ở Thanh Hóa và xin chào tất cả các bạn Hôm nay em làm video này để test cái sản phẩm cho anh Nam Nhí Đây, đơn hàng này anh mua ở trên Anh mua ở trên sen sen đỏ Tổng tiền hàng và giá trị uh, sản phẩm đến khi nhận hàng anh thanh toán là 411.000 Cả tiền vận chuyển nữa nhé Thì anh có đặt hàng bên em là một cái bộ một mic không dây màu vàng gold sử dụng bằng pin uh, con thỏ gọi là pin AA. Thì khi các bạn mua sản phẩm nó sẽ bao gồm là một cái tay mic như thế này cùng với lại một cái mạch thu. Đây, mạch thu dành cho một mic. Và các bạn lưu ý rằng là với cái sản phẩm này thì tất cả nó bằng vỏ kim loại và nó có thể thay đổi được tần số. Quan quan trọng nhất là nó thay đổi được tần số anh em nhé bây giờ mình sẽ kết nối và test sản phẩm cho các bạn cái mic này chúng ta đều chúng ta có thể chế vào tất cả những cái thiết bị gì mà nó có lỗ mic cắm dây thì chúng ta đều có thể chuyển cái mic có dây đó thành mic không dây được còn cách chuyển như thế nào thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Ồ, nó vừa mới ấy mà À, hiện tại bây giờ các bạn thấy đấy hiện tại ở trên cái mạch mic này à, đây là một cái trường hợp cũng rất là hay để mình cũng sẵn thể hướng dẫn các bạn luôn nếu như chúng ta bật cái tay mic này lên thì bắt buộc là ở dưới cái mạch thu này nó phải sáng được cái đèn đèn xanh dương thì cái đèn xanh dương này nó nó báo cho chúng ta biết là hai cái nó được kết nối với nhau thì trong cái trường hợp này thì cái tay mic này nó bật lên đó có lúc lúc nãy nó không bắt được mà bây giờ nó lại bắt được đấy thì cách để chúng ta kết nối lại như sau, chẳng hạn như nó trường hợp nó không bắt được nhé, các bạn rút nguồn có nghĩa là các bạn tắt cái nguồn cấp cho cái cái mạch thu này, sau đó các bạn nhấn nút nút thay đổi tần số nằm ở dưới đây này, đây này, các bạn nhấn giữ, các bạn nhấn giữ luôn nút, nút nguồn đến khi nào màn hình nó chớp chớp thì các bạn thả cả hai tay ra, thả hai tay ra, sau đó các bạn cấp nguồn cho cái mạch thu, mạch thu nó sẽ chớp bốn cái Đấy như vậy là chớp bốn cái để nó tìm ra cái tần số để kết nối lại hai tích mic với lại mạch thu với nhau. Sau khi đã kết nối được chớp chớp xong bốn cái rồi, các bạn nhấn nút set. Rồi như vậy là hiện tại bây giờ nó đã hoạt động bình thường, nó có thông lại kết ừ, nối đúng, lại với tôi, đúng, nhau rồi. 1, Lên 1 1 5 6 7. Đấy như vậy là anh em thấy là hiện tại bây giờ nó kết nối với nhau rất là tốt rất là tốt rồi. À đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đây. Các bạn muốn thay đổi tần số thì chúng ta nhấn vào nút set và làm ở đây Thì ở trên cái đồng hồ này nó sẽ thay đổi tần số Và đồng nghĩa với việc dưới đây cái mạch thu nó sẽ tự nhận biết được cái tần số gì chúng ta vừa mới thay đổi Và nó sẽ tự kết nối với nhau à đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lên 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok và như vậy là cái sản phẩm này hoạt động rất là tốt. Bây giờ em sẽ tiến hành đánh dấu ký hiệu lên cái sản phẩm để gửi hàng cho anh Nam Nhĩ. Có đôi số điện thoại là 994. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo ở trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể truy cập vào linh kiện 789.vn để đặt hàng ngoài ra thì bên mình còn bán hàng ở trên sen đỏ, shopee và lazada các bạn lên đó tìm kiếm với từ khóa là linh kiện 789 là thể thấy thích cái xốp bên mình ấy các bạn tích vào đó hoặc đơn giản nhất là chúng ta có thể xuống cái phần bình luận video này dưới cái phần bình luận sẽ có cái link mua hàng của ba cái sàn thương mại điện tử đó các bạn tích vào đó mua hàng cũng được nhé cuối cùng thì xin cảm ơn anh, anh Nam nhỉ đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.